ếch xào, ếch chiên hay là cháo ếch có lẽ là những món ăn thơm ngon bổ dưỡng mà bạn đã từng nghe qua. Thế nhưng không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất, ếch còn là nguồn dinh dưỡng cao dành cho những người bị bệnh trì hoãn mãn tính nữa đấy. Nhưng ếch ở đây là ếch trong hoặc cách, cụ thể hơn là trong nguyên tắc ăn con ếch. Nguyên tắc được tin là bắt nguồn từ một câu trích dẫn được cho là của văn hào nổi tiếng Mark Twain. Hãy ăn một con ếch sống ngay từ sáng sớm và không có điều gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với bạn trong cả ngày hôm đó. Mặc dù không rõ rằng liệu có thật là Twain đã thực sự nói những lời này hay không, nhưng sau khi Brian Tracy, một chuyên gia về phát triển và kinh doanh, đã dựa vào câu trích dẫn và tạo thành một nguyên tắc, thứ được diễn dịch thành một cuốn sách có tựa là Eat the Frog, thì ăn con ếch đã trở thành một chiến lược có độ nổi tiếng toàn cầu. Vậy nguyên tắc ăn con ếch cụ thể là nguyên tắc như thế nào? Chiến lược này có thể trở thành liệu pháp cho chứng trì hoãn của con người chúng ta ra sao? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết Ăn con ếch, liệu pháp cho chứng trì hoãn mãn tính của tác giả Thương đăng tải trên nền tảng Spider Room nhé! Đừng quên chúng mình vẫn đính link bài viết tại phần mô tả của video. Hãy kéo xuống để đọc và thảo luận trực tiếp cùng tác giả nha! Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào! Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spy Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nhá. 1. Nguyên tắc ăn con ếch là gì? Như đã nhắc đến ở trên, ăn con ếch là ý tưởng được rút ra từ câu nói hãy ăn một con ếch sống ngay từ sáng sớm và không có điều gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với bạn trong cả ngày hôm đó. Ý tưởng cốt lõi nền tảng của nguyên tắc này là khi hoàn thành công việc khó khăn sớm, bạn sẽ có cảm giác thành tựu và nguồn động lực dồi dào có thể kéo dài suốt cả ngày. Và dĩ nhiên, ăn con ếch ở đây là một ẩn dụ. Ẩn dụ ăn một con ếch được sử dụng để miêu tả việc hoàn thành một công việc mà bạn đang sợ hãi và không muốn làm. Đây là một chiến lược mà chúng ta, đặc biệt là những người trẻ bị mắc bệnh trì hoãn mãn tính, có thể dùng để tự trị chứng bệnh này cho mình. Hoặc nó có thể giúp giảm hậu quả mà căn bệnh trì hoãn mãn tính gây ra cho cuộc sống của chúng ta. Để mỗi năm khi nhìn lại bản kế hoạch những điều muốn làm năm qua, chúng ta không phải tự sỉ vả và loay hoay tìm lý do cho chính mình vì đã không hoàn thành được chúng. Ví dụ, hãy tưởng tượng nhé, bạn là một nhà văn đang trì hoãn viết một chương khó nhằn trong tiểu thuyết của mình. Chương đó phức tạp, yêu cầu nhiều nghiên cứu và bạn không chắc chắn làm thế nào có thể viết được. Thay vì trì hoãn và làm các công việc dễ dàng hơn như là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lướt Facebook để do thám bạn bè v.v. bạn quyết định ăn con ếch và giải quyết chương đó ngay từ sáng sớm. Bạn đã đặt mục tiêu cụ thể là sẽ viết liên tục trong 1 giờ và không bị gián đoạn. Sau 1 giờ kết thúc, bạn đã tiến bộ đáng kể trong việc viết lách và bạn có cảm giác thành tựu. Và cảm giác này tiếp tục trở thành nhiên liệu để bạn tiếp tục ăn phần còn lại của con ếch hoặc là chuyển sang ăn các con khác đỡ ghê hơn. Tóm lại, nguyên tắc ăn con ếch là một chiến lược năng suất khuyến khích mọi người giải quyết công việc khó khăn nhất ngay từ sáng sớm. 2. Lý giải khoa học cho các lợi ích và tác dụng của chiến lược ăn con ếch. Ăn con ếch giúp bạn tăng năng suất làm việc. Như đã nói đi nói lại trong bài viết này và làm bạn phát ngấy cả lên rằng bằng cách giải quyết công việc khó khăn nhất ngay từ sáng sớm, bạn có thể giải phóng năng lượng tinh thần và tập trung cho các công việc còn lại. Điều này có thể dẫn đến tăng năng suất suốt cả ngày. Có một nghiên cứu được tiến hành bởi nhà tâm lý học xã hội Roy Baumeister và các đồng nghiệp mang tựa đề tạm dịch là Sự cạn kiệt cái tôi. Liệu việc tự kiểm soát bản thân có phải là một nguồn lực giới hạn của con người? Mục đích của nghiên cứu này là để khảo sát ý tưởng rằng sự kiểm soát bản thân hoặc ý chí là một tài nguyên có giới hạn. Các nhà nghiên cứu giả định khi người ta đã tự kiểm soát bản thân trong một nhiệm vụ trước đó, thì khả năng tự kiểm soát bản thân trong những nhiệm vụ sau sẽ giảm đi, dẫn tới năng suất cũng giảm đi. Để kiểm tra giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một loạt các thí nghiệm. Trong một thí nghiệm, người tham gia được yêu cầu hoàn thành một loạt các tác vụ đòi hỏi sự kiểm soát bản thân, chẳng hạn như là chống lại cám dỗ đến từ khay bánh quy thơm phức hoặc kiềm chế không xem một video mà họ yêu thích. Trong một thí nghiệm khác, người tham gia được yêu cầu không được suy nghĩ về một con gấu trắng trong khi hoàn thành một tác vụ đọc hiểu. Kết quả của những thí nghiệm này cho thấy rằng sau khi những người tham gia đã tự kiểm soát bản thân trong một tác vụ,
họ đã thể hiện một sự đuối sức trong việc tự kiểm soát trong các tác vụ tiếp theo. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự kiểm soát bản thân là một tài nguyên có giới hạn, có thể bị tiêu hao thông qua việc sử dụng. Vậy nên, hãy tận dụng tự kiểm soát đang ở mức tối đa vào sáng sớm để hoàn thành loại công việc quan trọng nhất, khó khăn nhất, khiến bạn cảm thấy ghét bỏ nhất trong ngày. Một phép tương đồng để bạn nhớ bài đó là hãy tưởng tượng đến một cái bình thủy tinh và những hòn đá. Bạn phải bỏ nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau vào bình thủy tinh. Chiến lược hay ho và hợp lý nhất chính là bỏ những viên đá lớn trước, sau đó mới bỏ những viên đá nhỏ. Tương tự, bạn dùng công việc khó nhằn để lấp đầy cái bình chứa năng lực tự kiểm soát của mình trước, và những công việc nhỏ hơn được bỏ vào sau. Như vậy, sức chứa của bình không thay đổi, nhưng nó có thể chứa được nhiều thứ hơn. X, loại thuốc giúp bạn chữa chứng trì hoãn mãn tính. Khi tôi nói về trì hoãn như một loại bệnh, thì ngoài việc hậu quả khủng khiếp của nó gây ra cho cuộc đời, đặc biệt là của người trẻ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nó thực sự gây bệnh cho tinh thần của chúng ta. Trì hoãn có thể dẫn đến cảm giác căng thẳng, lo lắng và tội lỗi, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và tinh thần chung. Trong nghiên cứu của Sirois và Pichel vào năm 2013, họ đã khảo sát tác động của việc trì hoãn đến cảm giác lo lắng và cảm giác tội lỗi của người tham gia. Để làm điều này, các nhà nghiên cứu đã thu thập thông tin từ hơn 300 sinh viên về thói quen trì hoãn của họ, cảm giác lo lắng và tội lỗi liên quan đến việc trì hoãn và mức độ khó khăn của các nhiệm vụ trong cuộc sống học tập của sinh viên. Kết quả cho thấy rằng các sinh viên trì hoãn thường có cảm giác lo lắng và tội lỗi hơn so với những sinh viên không trì hoãn. Họ cũng thường gặp khó khăn hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình và có kết quả kém hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cảm giác lo lắng và tội lỗi có thể làm giảm hiệu suất của người trì hoãn và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ. Bằng cách hoàn thành công việc quan trọng nhất trước, bạn tự tiêm cho chính mình một liều cảm giác thành tựu nặng đô và hiệu quả. Cảm giác thứ khó nhằn mà mình cũng làm được, phần còn lại chỉ là chuyện muỗi mà thôi. Con ếch, liều thuốc giúp bạn tập trung, giảm triệu chứng lơ mơ, ngơ ngác không biết mình đang làm gì, thường đi kèm với chứng trì hoãn mãn tính kia. Ăn con ếch khiến bạn cải thiện khả năng tập trung thông qua việc ưu tiên các nhiệm vụ của mình và loại bỏ những phiền phức đi kèm. Khi bắt đầu một ngày mới bằng ăn con ếch, giải quyết nhiệm vụ khó nhất của bạn, bạn đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng và một hướng đi cho phần còn lại của ngày. Nhờ điều này, bạn ít có khả năng bị phân tâm bởi các nhiệm vụ khác hoặc cảm thấy áp lực bởi số lượng công việc bạn phải làm. Ngoài ra, vào nửa ngày đầu, lượng dopamine và norepinephrine, loại chất dẫn truyền thần kinh đại diện cho sự tập trung và cảm giác thành tựu, chiếm ưu thế hơn trong não chúng ta. Dopamine nổi tiếng trong việc khiến người ta nhấc đít lên và đi làm việc, còn norepinephrine hay còn gọi là noradrenaline giúp chúng ta mài nhọn mũi tên tập trung của mình. Vậy nên chúng ta thực sự nên tận dụng khoảng thời gian đầu này để ăn con ếch, vì đó là thời gian cơ thể và thần kinh của chúng ta mạnh mẽ nhất để làm việc này. Ăn con ếch trong thời gian dài, quản lý thời gian hiệu quả hơn, từ đó phát triển tính kỷ luật và tổ chức. Và việc này mang lại lợi ích cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Bạn sẽ trở thành chuyên gia trong việc lập kế hoạch. Điều này về lâu dài có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và nâng cao năng suất trong cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Hãy thử tưởng tượng xem nhé, cuối năm, trong khi pháo hoa giao thừa đang bung xòe trên nền trời, còn bạn thì say sưa ngắm các mục tiêu mong muốn đạt được năm trước của mình đã được đánh dấu hoàn thành hết. Ôi, cảm giác thật là tuyệt biết bao đúng không nào? Con ếch giúp nâng cao cảm giác thành tựu và điều này có thể cải thiện tâm trạng và sức khỏe chung của bạn. Được tiến hành bởi các nhà tâm lý học tại Đại học Zurich và được xuất bản trên tạp chí Tâm lý học và Xã hội vào năm 2012, nghiên cứu mà tôi đã đề cập là về việc hoàn thành những công việc khó để mang lại cảm giác thành tựu và hoàn thành. Trong nghiên cứu, các sinh viên đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, bóp chặt dụng cụ bóp tay, một dụng cụ thể dục trong thời gian dài nhất có thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thí sinh nói rằng họ có cảm giác hoàn thành và hài lòng, tương tự như cơn phê khi chạy và các vận động viên thường trải qua. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những sinh viên này trong nhiệm vụ tiếp theo có hiệu suất hoàn thành cao hơn khi so sánh với một nhóm sinh viên không bóp chặt dụng cụ bóp tay trước khi thực hiện nhiệm vụ này. Kết quả thật hấp dẫn, nhưng bạn không cần sắm cho mình cái dụng cụ bóp tay đó đâu. Bạn chỉ cần ăn con ếch mà thôi. Hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn ngay sáng sớm có thể tạo ra một tâm trạng tích cực cho phần còn lại của ngày và dẫn đến cảm giác động lực và cảm giác thành tựu. 3. Để ăn con ếch đúng cách.
Để ăn con ếch một cách thuận lợi nhất và đỡ ghê nhất, chúng ta có thể sử dụng những bộ dao, nĩa, dĩa, chén kèm các gia vị như sau. Dao, chia ếch thành nhiều phần khác nhau. Phân chia công việc thành các phần nhỏ hơn. Nếu công việc trông quá lớn và dường như là hoàn thành nó là điều vô tận, hãy chia nhỏ nó thành các phần nhỏ hơn để dễ dàng quản lý hơn và dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, nếu bạn cần viết một báo cáo, hãy chia thành các phần nhỏ hơn như là tìm hiểu, phác thảo và viết nội dung. Nĩa, ăn từng phần mà thôi. Đặt mục tiêu và thời hạn rõ ràng giúp bạn tập trung và động viên bản thân. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các công việc lớn hơn và phức tạp hơn. Ví dụ nhé, nếu bạn cần viết một cuốn sách, hãy đặt mục tiêu hoàn thành một số trang hoặc chương cụ thể vào một ngày nhất định. Món nước chấm mang tên Pomodoro. Sử dụng kỹ thuật Pomodoro. Kỹ thuật này bao gồm làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 25 phút, sau đó nghỉ ngắn trước khi bắt đầu lại. Điều này giúp chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ hơn và tăng cường tập trung. Ví dụ, đặt đồng hồ báo thức trong 25 phút và làm việc với nhiệm vụ khó khăn nhất, sau đó nghỉ 5 phút trước khi bắt đầu lại. Trang trí món ếch với nhiều loại rau củ. Ưu tiên các công việc dựa trên tính quan trọng và khẩn cấp của chúng. Bằng cách hoàn thành các công việc quan trọng và khẩn cấp trước tiên, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang tiến triển trên các công việc quan trọng nhất. Ví dụ, nếu bạn có một hạn chót cho một dự án, hãy ưu tiên làm việc về công việc đó ngay vào buổi sáng. Hãy tắt bộ phim ăn cơm của bạn đi và tập trung thưởng thức con ếch nào. Loại bỏ các yếu tố phân tâm có thể gây mất tập trung và hiệu quả làm việc của bạn. Điều này có thể bao gồm tắt thông báo trên điện thoại hoặc là email, đóng các tab không cần thiết trên máy tính hoặc là tìm một không gian làm việc yên tĩnh chẳng hạn. Xem đến đây rồi thì chúc mừng bạn vì bạn cũng đã có xíu xiu cảm giác thành tựu rồi đấy. Trong cuộc sống và công việc, việc đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, gây khó chịu nhưng mà không thể tránh được là điều mà ai cũng phải trải qua thôi. Tuy nhiên, với chiến lược ăn con ếch, chúng ta có thể tự tạo động lực và tính kỷ luật để vượt qua những thử thách đó. Bằng cách sắp xếp công việc, thiết lập mục tiêu rõ ràng và tránh các yếu tố phân tâm, chúng ta có thể tăng hiệu suất làm việc, giảm stress và cải thiện tinh thần. Hãy thử ăn con ếch mỗi ngày và cảm nhận sự khác biệt nhé! Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Bạn nghĩ sao về video này? Hãy comment phía bên dưới cùng chúng mình nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Khánh Linh. Bye!